Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang được gặp nhau trong một chương trình rất là thú vị về ẩm thực, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Kính thưa quý vị các bạn, và trong một chương trình Khẩu vị ngôi sao là chắc chắn không thể nào thiếu được khách mời đặc biệt, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem vị khách mời đặc biệt của chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng ta hôm nay là ai nha. Hồng Mơ xin chào tất cả quý khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Quý vị ơi, đây là một không gian bếp của Hồng Mơ, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, đủ để Hồng Mơ trở về để mà lao vào cái việc mà nấu ăn và hưởng thụ, tự hưởng cho bản thân mình xong những cái ngày mệt mỏi. Và bây giờ Hồng Mơ sẽ giới thiệu cho quý vị một cái chỗ mà Hồng Mơ rất là thích, đó là cái tủ lạnh của Hồng Mơ nè. Bây giờ là Hồng Mơ sẽ giới thiệu cái tủ ngăn đông trước, quý vị hãy xem Hồng Mơ dự trữ thức ăn gì nha. Thường thì một tuần sẽ đi siêu thị một lần và sẽ mua những cái thức ăn cũng phổ biến như quý vị thấy, đó là Hồng Mơ rất là thích ăn hải sản, nên là lúc nào trong tủ lạnh ngăn đông cũng mua sẵn nè, tôm nè, cá nè, với lại mực để mà dự trữ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một chút xíu thịt heo nè, rồi có thịt bò nữa, nhưng mà Hồng Mơ sử dụng thịt để cho có thôi, để thay đổi khẩu vị thôi, nhưng mà chứ không ăn thường xuyên, vì thịt thì thường thường là Mơ kiêng ăn á. 10 ngày thì Hồng Mơ ăn cá, tôm với mực, thì bữa thịt thì Hồng Mơ chỉ ăn một bữa thôi, không có dám ăn nhiều, sợ mập lắm. Đây, ngăn dưới tủ lạnh đó là phần rau củ quả, một phần ăn mà Hồng Mơ cũng rất là đam mê. Đây là rau nè, Hồng Mơ luôn luôn dự trữ, như là rau muống nè, khoai tây nè, đậu đũa nè, rồi rau cải nè, cà chua và cải tím nữa. Cái này rất là bổ dưỡng, rất là có lợi cho da, ăn rau nhiều thì đẹp da đó. Nói chung là nhiều lắm. Và một cái phần không thể thiếu nữa là trứng. Đây, trứng và sữa đó. Đây là cái tủ lạnh của Hồng Mơ, và chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà cũng ấm lòng lắm. Nhiều khi mình đi xa về rồi mình dự trữ sẵn thì đỡ mất công đi chợ, đỡ mất công ăn hàng ở ngoài, vì Hồng Mơ rất là thích nấu ăn ở nhà. Thế là cứ để sẵn như vậy đi, rồi khi mà về đi diễn về hay đi đâu xa về, bạn bè đến chơi, thì Hồng Mơ có đủ những cái thức ăn để mà chiêu đãi mọi người. Trong 24 tiếng thì chắc Hồng Mơ sẽ làm món sushi, rồi mang cá về làm những cái món ăn của Nhật, rồi làm những cái món súp nè, đó, súp bông bóng cá nè, những gì liên quan tới hải sản là Hồng Mơ sẽ làm. Ngày xưa thì ở chung với một người bạn, thì khi mà Hồng Mơ nấu đồ ăn thì lúc nào nấu cho người đó ăn thì lúc nào người ta cũng khen hết, và nói với Hồng Mơ là nếu mà Hồng Mơ không đi hát nữa thì có thể mở một cái tiệm cơm nho nhỏ để bán những cái món ăn mà Hồng Mơ do chính Hồng Mơ nấu, vì những cái món ăn này rất là hợp khẩu vị với mọi người. Cá kho tộ nè, rồi làm những cái món giống như là tôm rim rất là vừa ăn. Thành ra là khi mà bạn bè đến nhà chơi, Hồng Mơ có dịp mà nấu cho các bạn ăn thì lúc nào nồi cơm phải nấu thêm 2 nồi nữa. Mẹ Mơ là người Quảng Ninh nên thường hay là có món rươi. Lúc đó thì Hồng Mơ có dịp ra Bắc thì mẹ đã cho nấu cho Hồng Mơ ăn cái món rươi rất là ngon, và tới tận bây giờ Hồng Mơ không thể nào mà quên được cái món đó. Món này rất là đặc biệt tại vì ở ngoài Bắc mới có. Thưa quý vị, và đó chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón cô ấy ngay bây giờ trên sân khấu của Khẩu vị ngôi sao. Hãy cùng chào đón ca sĩ Hồng Mơ. Xin chào Hồng Mơ. Sao em nhập sinh như này là quên. Cũng một cái bài quen cái tật. Đến với Khẩu vị ngôi sao, cảm xúc của Hồng Mơ thế nào? Rất là vui là gặp chị Ốc Thanh Vân và siêu táo. Nghe chơi khẩu vị là chắc được ăn. Đúng rồi, đó. Giờ cũng đang rất là đói nên là muốn tham gia coi được ăn cái gì hôm nay. Nhưng mà chị hỏi Mơ một câu nha. Tại vì thời gian vừa rồi thì Vân đi quay rất là nhiều chương trình nhưng mà lại không có nhìn thấy Hồng Mơ. Thì không biết là Hồng Mơ có bận rộn với một dự án riêng nào đó hay không mà không
không tham gia nhiều chương trình? Nói chung là phục vụ cho khán giả phòng trà thì nhiều, cũng vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật từ trước tới nay, chưa có bỏ hát ngày nào. Cảm ơn Mơ ngày hôm nay, thì hy vọng là Mơ sẽ được ăn những món ngon nè, được có những giây phút thoải mái thư giãn để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc mà mình đã lựa chọn. Còn bây giờ thì Mơ sẽ đến với hai người chơi rất là dễ thương trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì mời Mơ bước lên đây ngồi nha. Dạ. Rồi. Xin mời. Và bây giờ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao hân hạnh được chào đón hai người chơi, xin mời. Wow, xin chào các bạn. Chào em. Chào. Chào em. Trước khi chúng ta sẽ đến với cái phần chính, đó chính là thể hiện tài năng nấu ăn của mình để mang đến những cái món ăn đặc biệt, chúng ta sẽ đến với một cái mini game. Xin được chào đón hai bạn đến với mini game của Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị khán giả đang đến với mini game của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây là một cái trò chơi hứa hẹn cũng sẽ đem đến những giây phút thư giãn và thoải mái đây. Hai người chơi của chúng ta sẽ xuất phát từ đây. Các bạn sẽ mang cái chân vịt này vào. Rồi các bạn sẽ nhảy, 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 nhảy tới khu vực này. Tiếp, hãy chọn cho mình một quả bóng ưa thích. Ví dụ mình chọn màu hồng. Rồi, sau đó các bạn sẽ chạy về khu vực này, bước vào trong cái hồ phao. Trong thời gian này các bạn hãy tháo chân vịt ra và tranh thủ thổi bong bóng. Hãy thổi thật nhiều hơi vào quả bóng này đến khi mà nó vỡ tung ra. Bùm. Tiếp tục trở lại cái bàn này. Hãy chọn cho mình một trong hai cái tấm bảng này. Nó sẽ quy định xem là bạn sẽ uống nước lọc hay là nước có ga. Rồi sau đó bạn hãy uống đúng cái loại nước quy định. Uống hết. Còn cái ly không, bạn sẽ sử dụng cái ly không đó. Đây, để tôi biểu diễn cho. À, để nó như thế này. Đó. Nè, không, mình để về cho nó gọn nè. Đây nè, lên nè. Cũng không đó, được. Đó, thời gian sẽ là 2 phút. Bắt đầu. Trời, hay quá. Trời ơi. Quá dữ rồi. Cái đầu rất to, cái chân rất dài. Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào. Đi về đây, đi về đây. Về đây, về đây. Bước vào trong hồ phao. Bước vô luôn. Ây da, vừa bước vào. Vừa tháo nha, tháo chân vịt và thổi nha. Thổi mạnh lên. Rồi, rồi, rồi. Cố lên, cố lên. Cố ra. Tháo khó kìa. Đáng thổi bởi luôn em. Đã dậy cái hồ phao này còn đá không chứ. Bởi vậy nó lạnh lắm chứ bây giờ ở đâu. Đợi cho nó nổ nè. Sắp nổ rồi. Mặc vô sắp nổ rồi. Sợ nổ lắm. Sợ cái gì? Có gì đâu mà sợ. Rồi. Chưa. Em phải lật lên em coi lại em uống cái gì đã. Rồi. Trời ơi, đúng luôn. Ôi, không sao. Rồi, cố lên, rồi, biểu diễn cái lên nha. Không, em để kiểu này dễ hơn nè, để vậy dễ hơn. Rồi, đó, từ từ nha. Rồi, đâu lại. Rồi. Bắt đầu từ từ rồi. Yeah. Trời ơi sao em chọn
hết giờ. 4 cái ly đã được úp xuống. 3 ly rưỡi. Bạn uống chậm hơn một chút. Trời ơi, được quá ha, nước lọc không? Bên này người ta nước có ga, sao khó uống hơn? Không sao em, nước có ga sẽ giúp cho em có được năng lượng. Còn em uống nhiều nước lọc như vậy mà lại là nước lọc tinh khiết nữa. Nó sẽ tốt cho sức khỏe của em bởi vì 70% cơ thể của mình là bằng nước mà. Dạ. Kính thưa quý vị các bạn, và bây giờ thì phần thắng nghiêng về phía bạn Khánh Duy. Dạ. Yeah. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là quan trọng của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Đó chính là ngôi sao nhà bếp. Quý vị khán giả đang đến với phần thi hấp dẫn nhất của Khẩu vị ngôi sao. Phần thi này mang tên ngôi sao nhà bếp. Thưa quý vị khán giả, tại sao đây lại là phần thi hấp dẫn nhất? Bởi vì hai người chơi của chúng ta sẽ thi tài. Và ngày hôm nay thì Hồng Mơ không chỉ đến đây đơn lẻ đâu. Hồng Mơ đến đây cùng với một vật dụng rất là quen thuộc trong nhà của cô ấy. Đó chính là chiếc tủ lạnh. Bất ngờ chưa? Cái tủ lạnh bự như vậy mà bao nhiêu thực phẩm rồi nguyên liệu ở trong tủ lạnh đều được bảo quản một cách tươi ngon nhất, mang tới phim trường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tủ lạnh của nhà ca sĩ Hồng Mơ. Đó, mời Mơ xuống đây. Và bây giờ sẽ làm 30 giây dành cho hai người chơi để mà mình xem trong đó có nguyên liệu gì. Và sau đó mình sẽ suy nghĩ ra cái món gì hôm nay mình sẽ nấu nha. Và 30 giây bắt đầu. Về gian bếp của mình đi. Hai người chơi sẽ đến với 30 giây còn lại để chọn lấy những nguyên phụ liệu và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái món ăn của mình. Và 30 giây bắt đầu. Thời gian còn 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Có vẻ như hai người chơi của chúng ta không cần tới 30 giây để thu thập cho mình những nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn. Họ rất là nhanh gọn lẹ. Nguyên liệu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với 30 phút. Nhưng mà trước khi đến với 30 phút chúng ta sẽ cùng xem họ đã chuẩn bị những nguyên liệu gì. Rồi, đây nha. Duy ơi, em chuẩn bị gì vậy Duy? Dạ, em chuẩn bị, em thấy trong tủ lạnh là có thịt xay. Rồi. Rồi cà chua, hành, củ sắn thì em định làm món... bánh mì xíu mại. Có phải món thịt là món ưa thích của em không Mơ? Em thì em thích ăn cá hơn. Ăn cá hơn hả? Còn anh thì chắc là thích ăn thịt nhiều hơn với mỡ đúng không? Xin lỗi nha, đừng xen vào đời tư của tao. Đây là khách mời chính nè, hãy xen vô trong này nè. Thường thì cái món mà xíu mại em hay thường ăn nhiều chứ? Dạ em cũng rất là thường hay ăn bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại, một món ăn rất là dân dã và có thể nói là nhanh gọn lẹ. Chúc em thành công. Qua đây. Kim Ngân nấu món gì đây? Dạ em thấy trong nhà chị có một ít đồ với lại là rong biển nên em sẽ làm sushi với một món salad. Hả? Sushi hả? Dạ. Anh thích lắm đó. Anh thích thì anh cứ thích. Anh đâu có được ăn, Mơ ăn cho anh đâu có được ăn. Anh đừng có mơ. Quên. Để em ăn giùm anh cho. À quên. Hôm nay là chương trình của Mơ cho nên mình chỉ mơ thôi. Bây giờ thì mình sẽ có 30 phút để chế biến. Kính thưa quý vị các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 30 phút thực hiện các món ăn của hai người chơi. 30 phút bắt đầu. Rồi làm đi em, đeo bao tay vô. Em chỉ thấy người ta làm xíu mại á là nó rất là dai mà em không biết là bí kíp của em là. Dạ thì cái củ sắn này nè, khi mà trộn vô á thì trước tiên em sẽ sắc mỏng rồi em sẽ trần sơ qua trước. Rồi mình bắt thật là ráo nước. Thì khi mà vô mình trộn với thịt nó sẽ không bị bở. Dạ. Cái này mình cho một chút xíu bột năng nữa. Ở nhà em hay vào bếp không? Dạ cũng không có thường xuyên lắm. Tại vì khi nào mà em không đi học á thì em mới vào bếp. Em đang sống chung với lại gia đình? Dạ không. Hay là một mình? Em sống một mình. Hay quá, vậy là tự xử hết mọi thứ phải không? Dạ. Thông thường ở nhà mà rảnh rỗi mà buồn buồn em nấu món gì? Dạ buồn buồn á thì em hay nấu chè. Buồn là ăn chè. Vậy vui thì em ăn vui gì? Vui em ăn gì? Dạ vui thì em nấu một bữa cơm đầy đủ để mình ăn. Em thích ăn canh chua. Vậy mỗi lần em nấu là mình em ăn thôi hả? Dạ mình em ăn. Rồi. Hôm nay em nấu nhiều đi rồi em ship qua cho anh với chị Ốc cũng được. Dạ cũng được. Dạo này anh chị đi quay cực lắm. Cực. Mà Mơ dùng bếp điện từ hay là bếp gas? Em dùng bếp từ.
như là nhìn nó sạch sẽ nè, rồi nói chung là rất nhìn nó cũng rất là đẹp nữa. Nói chung là nhìn vô là thấy mê rồi, nhìn vô là muốn nấu ăn hoài luôn. Nhưng mà cái vấn đề là cái bếp này nó giúp tiết kiệm điện, điện năng rất là tốt và giữ nhiệt cũng rất là tốt. Nó lại làm từ kính cường lực á Mơ, cho nên là nó rất là chắc chắn ha. Trời ơi, ở nhà mỗi lần mà chị nấu khổ lắm Mơ. Ví dụ chị đang nấu nè, một bầy con chạy vô, đi ra, đi ra, để cho mẹ nấu, đi ra. Rồi, nói chung là lúc nào phải dẹp loạn, thập diện mai phục mà. Cho nên là khi mà mình nấu bếp từ như vậy, mình cũng cảm giác yên tâm. Nếu như con mình có đứng gần thì cũng không sao, bởi vì bé có chạm vào thì nó cũng sẽ không phỏng. Với cái bếp này thì thực ra như là con gái của Vân là bé 5 tuổi, là bắt đầu em có thể dạy cho con em về việc nấu nướng được rồi, bởi vì con cũng rành các công nghệ điện tử, các thiết bị mà cao cấp. Thành ra là khi mà con nhìn cái nút này, nhìn cái chữ là biết cái nút, ví dụ như power là gì, time là gì, lock là gì. Bấm vào tít 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 tít, chị cũng rất là thích. Mà chị điều khiển cũng rất là dễ và hiểu luôn cái chuyện mà tăng giảm nhiệt độ đều do cái phần cảm ứng đó. Nó cảm ứng rất là nhạy, cho nên mình vừa chạm vào một cái là hiện lên liền. Bây giờ như vậy nè, mình đừng làm phiền bạn Duy nữa nha. Rồi mình qua bên nhà bên kia chút xíu coi sao đi. Ôi bên này bốc khói rồi nè, nhanh quá ta. Ồ, trứng hả? Ừ, đưa anh bánh mì coi. Dạ, không có bánh mì sushi đâu. Sushi cuộn trứng. Cái trứng mình phải chiên cho nó chín luôn hả em? Và nó dạ, không, nó phải quan trọng là nó phải thật là mỏng. À. Nó phải mỏng thì mới có thể cuộn mình, được. Mình cuộn nó, đúng rồi. Đầu tiên là mình chiên trứng nè, rồi sau đó mình sắc sợi nè. Rồi sắp tới là mình làm gì nữa em? Dạ, em cho cà rốt chín rồi em cuộn ạ. À, cà rốt chín là phải mềm hay là phải để có độ dai nữa? Dạ, có độ dai, vừa chín tới thôi. Có độ dai. Dạ. Nếu vậy là khi luộc xong là mình sẽ thả vô trong cái nước liền đúng không? Dạ, đúng rồi. Cơm này là cơm nếp hay là gạo tẻ của mình nấu hả em? Dạ, gạo tẻ. Dạ hả? Dạ. Ở nhà Mơ, em có bao giờ em vừa nấu em vừa hát không? Dạ có, em hát rồi. Nói chung là em sẽ tra tấn với người nào mà đang đứng gần đó hả? Đứng gần ở đó, vừa hát vừa làm đặt rau rồi nấu cơm. Dạ em tra tấn mọi người đi em. Thôi bây giờ tặng cho bạn gái với bạn trai này là một bài hát rất là bếp núc về gia đình đi ha. Rồi. Bài tango cho em đi ha. Dạ, rồi, quá dữ rồi. Dạ. Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về máu, anh ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tưng tưng tưng, tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm la lơi, cùng điệu buồn chơi vơi. Đôi tâm hồn riêng thế giới tango. Trời rộng thênh thang, vương vấn đề rồi một đời cứu mang. Giờ mình có nhau rồi. Gần xong chưa em? Dạ cũng gần xong rồi chị. Em ngoài cái món này em còn thích món nào nữa không? Ví dụ nấu mình không chọn lựa thì em thích nhất cái món nào để em nấu? Em thích nấu canh chua. Chị rất là thích ăn canh chua. Dạ. Cái món này em mà bữa hôm chị mới đi Đà Lạt á, chị ăn ở trên đó rất là ngon. Và cái không khí lạnh nó làm cho cái món này chị ăn rất là nhiều bánh mì. Dạ. ăn xong là mình muốn ăn hoài luôn á. Tại trên đó cái tự nhiên ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn á. Món xíu mại này bây giờ mình tới công đoạn nào rồi em? Dạ bắt đầu mình chọn xíu mại. Mình chọn thịt. À cái này là gì? Tỏi hả? Dạ không, hành phi. Tại vì xíu mại của mình đó là mình chỉ hấp thôi, cho nên là mình cho một chút xíu hành phi cho nó thơm. Ồ, bên này chị thấy bột năng này, bình thường là chị cũng nấu cái món này nhưng mà chị không có bỏ bột năng, thành ra là nấu vô cái vừa bỏ vô nước cái tự nhiên cái nó chảy ra hết trơn à. Dạ. Nó không có chín chặt đúng rồi. Dạ. Cà chua này em trộn vô luôn hả em? Dạ không, cà chua để lát mình làm nước sốt. À. Chần củ cải một hồi nữa nó chín rồi cái bắt đầu cái em mới lấy ra để nguội rồi xong rồi trộn vô luôn. Dạ trộn vô luôn. Nhưng mà củ sắn nhưng mà củ sắn của mình á là mình lấy ra mình phải vắt nước. Mình vắt nước cho nó hết nước để chứ không mà bỏ cho nó sẽ bị bở. Thôi bây giờ em nói nha, chị qua hỏi thăm bạn bên này ha. Dạ. Trời ơi, thèm món này rồi đó.
Xong chưa bé? Chào chị, dạ sắp xong rồi ạ. Hôm nay hai món nào, món nào chị cũng thích hết trơn á. Món này thì ăn thường xuyên nè. Em mong là sẽ hợp khẩu vị với chị. Trời ơi, em còn nhỏ mà em đảm đang quá à. Em có học nấu ăn hay là ai dạy cho em ở nhà vậy? Dạ không, em không học nấu ăn, nhưng mà vì em là sinh viên em lên em xa nhà thì khi mà vào Sài Gòn thì em phải tự hết tất cả mọi thứ. Tự hết luôn hả? Thì từ từ mọi thứ nó mới lúc đầu thì em nấu cũng rất là khó ăn. Nhưng mà mình cũng phải tập dần để mình ăn cái món ăn của mình làm ra, nên mình từ từ thì nó sẽ tiến bộ hơn. Giống chị nè, chị cũng đâu có biết nấu ăn đâu mà chị thích ăn nên cái gì chị cũng nấu á, từ từ dở dở xong rồi nó ngon lại từ từ. Quan trọng là mình thích ăn rồi mình thích nấu ăn nữa. Hồng Mơ ơi, bữa giờ đâu có được gặp Mơ, thành ra đâu có dịp nói chuyện. Mà nãy giờ hả, siêu táo, ổng sen vô hoài, không có hỏi được cái gì hết trơn á. Ổng nhiều chuyện quá trời luôn. Trốn đi chỗ khác rồi, chị phải tranh thủ phỏng vấn Mơ mới được. Bây giờ một ngày của Mơ như thế nào? Có hôm thì cũng rất là đơn giản, có hôm cũng quá là bận rộn. Nói chung là bữa nào bận rộn thì bận dữ lắm, không có kịp ăn luôn. Mà bữa nào rảnh thì nó rảnh nguyên ngày. Vô cái vụ riêng tư hơn chút xíu nghe. Khi nào mới được nghe Hồng Mơ nói rằng là à, chị Ốc ơi, mới có gia đình rồi, mới có một người đàn ông nấu ăn cho mình rồi. Khi nào đây? Đang đợi nè. Cũng mong là gặp cái người mà mình hợp để mà mời chia sẻ cái bữa ăn của mình. Chứ ăn mình mập quá. Mập quá. Mình nấu nhiều, mình ăn hết nhiều rồi, không chia sẻ cho ai được hết á. Chia ra hai phần là nấu mập phải không? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn qua hai bạn Kim Ngân với lại bạn Khánh Duy. Hai bạn vẫn miệt mài với công việc của mình. Nhìn chung thì hai bạn cũng rất là, nói chung là rành cái chuyện nấu ăn. Nhưng mà mình thấy là hai cái món ăn hôm nay tự nhiên trùng khớp là mình cũng rất là thích hai cái món này. Mà hai món này cũng khá là đơn giản. Đúng rồi. Ăn cũng thường xuyên lắm. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục quan sát, chờ đợi một chút thời gian nữa thôi để hai bạn sẽ hoàn thành món ăn của mình. Ông Táo ông đi đâu mà tới giờ ông chưa xuất hiện nữa đó. Anh Táo chắc giờ đang rình để được ăn thôi, rồi đi chạy ra liền đó. Bây giờ mình đi vô đi, mình cổ vũ cho các bạn để các bạn nhanh nhanh hoàn thành món ăn của mình đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ở đâu ra xuất hiện vậy? Biến vô. Nhưng mà nãy giờ anh đi đâu? Thì giờ kêu dễ quá mà, mấy người đang đi vô đây, tôi đi không theo không kịp, tôi kêu máy ngưng, thì mấy người giả bộ đứng im, kêu tôi đi bộ vô đây. Trời ơi, đã thành thông biến hóa mà sao thủ công mỹ nghệ quá vậy? Nếu tôi có phép giờ này, tôi biến, tôi có vàng, có tiền, tôi sướng rồi, đúng không? Duy ơi, mình xong công đoạn chưa? Dạ xong rồi, giờ cho mấy cọng ngò cho đẹp nữa thôi. Vậy hả? Dạ. Ồ. Bây giờ mình qua bên đây. Rồi. Ngân mùi. Quá trời đẹp luôn. Dạ, em xong rồi ạ. Em xong luôn rồi hả? Trời ơi, hai người chơi hôm nay vượt mức thời gian quy định là chưa tới 30 phút thôi thì các bạn đã xong hết rồi. Vâng, bây giờ thì mình chuẩn bị dọn ra nha. Dạ. Chúc mừng em. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ sẽ là đến cái thời gian mà hầu như là tất cả mọi người khách mời đến đây đều mong chờ. Mong chờ gì? Đó chính là thưởng thức món ăn của hai người chơi. Và bây giờ xin mời Hồng Mơ. Đếm ngược mà. À đếm ngược hả? Thời gian còn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đây chính là hai tác phẩm của bạn Kim Ngân và bạn Khánh Duy. Chà, đã đến lúc Hồng Mơ được thưởng thức đúng như ý nguyện rồi. Nôn nao nãy giờ, giờ mình không chờ thôi cũng đã đến rồi đó. Mình chọn cái nào trước em? Một bên là sushi và salad, bên này là bánh mì xíu mại. Món này trước đi ha. Đúng rồi. Đây. Đây là món ăn sáng. Ăn sáng. Món này món ăn trưa, trưa và ăn xế. Dạ. Món sáng, món xế. Em lấy những miếng bánh mì em bỏ vô luôn. Cái chén. Dạ. Anh Táo có đói không anh Táo? Không. Táo mà đói cái gì? Có thì mừng thôi. Chị Vân ăn không? Không, em ăn đi. Nhìn Mơ ăn sao mà anh thấy. À cái này mình phải chấm với nước tương nữa, đúng rồi. Cái này là món sáng hả Táo? Món này món sáng. Món xế. Hai món này nó rất xưa nhưng mà nó rất xoang. Đúng rồi. Xoang. Em nghĩ là cái món này nó, cái nước sốt này cũng hơi đặc nè. Đúng không? Đậm đà ha. Tôi biết anh chảy kìa. Chưa chưa chưa. Ngon quá à. Rất là ngon.
Em nãy chị nhớ em nấu nhiều lắm phải không? Dạ. Ừ, sau đây có 3 cục vậy? Còn trong nồi chưa? Để chưa chị mang về nha. Dạ. Chưa chị mang về. Em ơi, chương trình đây giống như là buffet vậy đó, chỉ ăn tại chỗ thôi nghe. Rồi, bây giờ uống miếng nước vô. Bây giờ mình chuyển cái chén qua đây. Giờ mình ăn. Sushi and salad. Vegetable. Yeah, bây giờ and wasabi. Wasabi. Mang cái món này là mình phải trộn đã. Chilies and bơ and chuẩn bị xong ăn. Nè. Nhưng mà cái cảm giác đó nó mới đã, nó sốc rồi, đã rồi. Lắm. Em được đập vô bàn, đập vô đây nè, đập đi. Ngon quá anh ơi. Ăn không? Không, không được. Quy định chương trình là không cho ăn. Và thời gian là thưởng thức món ăn của bạn Hồng Mơ cũng đã xong. Còn bây giờ sẽ đến lúc bạn Hồng Mơ sẽ chọn ra cho mình một ngôi sao nhà bếp. Thưa quý vị khán giả, hai người chơi của chúng ta Kim Ngân và Khánh Duy, hôm nay ai sẽ là ngôi sao nhà bếp? Hãy cùng lắng nghe ca sĩ Hồng Mơ nhận xét và công bố. Món của bạn Duy thì Hồng Mơ cảm thấy là cũng rất là ngon. Về cái mặt hình thức thì bạn Duy không có trưng bày nhiều như là bạn Ngân. Thì bạn Ngân thì được cái điểm cộng đó là về mặt hình thức. Và song song với đó thì bạn Ngân cũng đã tạo ra một món ăn rất là cho Hồng Mơ cảm thấy là ấn tượng. Và Hồng Mơ sẽ trao nó cho người mà Hồng Mơ thấy rằng là xứng đáng là ngôi sao nhà bếp của ngày hôm nay. 3, 2, 1, trao. Trao đi. Xin phép Duy cho chị giao cho em bạn Ngân nha. Vâng. Rồi, tặng cho em. Chị ạ. Thật ra thì Khánh Duy cũng rất là xuất sắc. Một chàng trai còn trẻ, còn là sinh viên mà nấu như vậy là quá giỏi rồi. Còn Kim Ngân em cũng cho thấy là mình cũng có khả năng là một đầu bếp rất là cừ trong tương lai. Bên cạnh đó thì hai người chơi sẽ nhận về cho mình một cái phần quà kỷ niệm từ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó chính là cái nồi Royal hiệu Emix, được thiết kế rất sang trọng và chất liệu inox an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Có thể sử dụng được trên tất cả các loại bếp. Và quan trọng là đáy từ 5 lớp giúp truyền nhiệt, giữ nhiệt rất là tối ưu, tiết kiệm điện và tiết kiệm luôn thời gian nấu nước. Và bây giờ em trao cho bạn một cái cầm cái trên trước. Hy vọng là Khánh Duy và Kim Ngân sẽ cái này giao cho... có thêm một người bạn đồng hành trong việc làm bếp của mình là chiếc nồi này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đón xem và ủng hộ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.